Trời ơi, yêu mau là ở đâu? Lạc đường rồi. Anh ơi, anh có biết yêu mau ở đâu không? Biết. Biết hả? Đi thế nào? Đi thẳng, gặp quán cà phê thì về phải. Đi 100 mét nữa, có quán cà phê về trái ở đâu? Sẽ có 3 quán cà phê liên tiếp lối tới bên biển. Bên biển, bên biển. Lại có 2 quán cà phê kế bên biển. Đi qua 2 quán cà phê nữa. Có quán cà phê. Lại có quán cà phê. Lại có quán cà phê. Lại có quán cà phê. Ok, ok. Cảm ơn anh. Không có gì. Trời ơi, bạn con lạc đường rồi. Các bạn ơi, nếu thích video này, like, share và subscribe nhé. Chúng tôi đã nhóm Double Win.